Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi học thứ hai của cái môn học thứ hai, môn học Chogup Hankukkeo Munbeob I, tức là ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 2. Thế và buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì cũng sẽ lại tiếp tục với những cái cấu trúc ngữ pháp mới mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Thế và cấu trúc ngữ pháp đầu tiên mà tôi giới thiệu với các bạn đó là mùa ưrơ ca tả hay là ô tả. Thực ra thì gọi là mới nhưng mà cái cấu trúc này chúng ta đã được sử dụng nhiều trong các cái ví dụ rồi. Mặc dù là hôm nay chúng ta mới học chính thức, thế nhưng mà các bạn đã thấy rất nhiều trong các cái ví dụ mà tôi đã nêu ra để minh họa cho các cái cấu trúc ngữ pháp khác rồi. Thế và để sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp này thì trước tiên về nghĩa của nó thì chúng ta có thể dịch là ca tà hay là ô tà thì là đi hay là đến đâu đó, và mùa ư rơ thì trước đó sẽ là một động từ, thế và có nghĩa là đi đâu hay là đến đâu để làm một cái việc gì đó, để thực hiện một cái hành động nào đó. Thế và cái cấu trúc ngữ pháp này thì nó thường đứng sau thân động từ để chỉ mục đích của cái việc mà người ta sẽ đi hay là sẽ đến. Nếu như thân động từ kết thúc bằng nguyên âm thì nó sẽ kết hợp với mùa ư rơ. À, xin lỗi các bạn, mùa rơ, ca tà hay là ô tà không có ư. Thế còn nếu như thân động từ kết thúc bằng phụ âm thì khi đó nó sẽ thêm ư, và tức là cái cấu trúc của nó sẽ là mùa ư rơ, ca tà hay là ư rơ, ô tà. Thế và để dễ nhất thì chúng ta sẽ đi vào những cái ví dụ cụ thể, các bạn sẽ có thể hiểu ngay được cấu trúc này. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 시장에 뭐 하러 가요? 시장에 뭐 하러 가요? 과일을 사러 가요. 과일을 사러 가요. Các bạn chú ý là ví dụ như cái từ 과일을 này nhá, thì cái hai chúng ta có hai cái liền nối vào nhau như thế này thì chúng ta sẽ đọc là qua cái il này, thì nếu mà chúng ta il xong lại còn ul thì nó sẽ rất là khó đọc đúng không? Thì chúng ta sẽ nối cái liền này lên trên cái ul ở đằng sau thì là 과일은 과일을 사러 가요. 시장에 뭐 하러 가요? Là gì nhỉ? Đi đến, anh hay là chị đi đến chợ để làm gì? 뭐 하러, để làm cái gì? Ở đây động từ 하다. 하다 không, đằng trước nó không ghép với cái gì đó gì cả thì chúng ta cũng có thể dịch là làm gì. 뭐 하다. 뭐 하러 가요? Đi đến chợ để làm gì? 과일을 사러 가요. Là để mua hoa quả đúng không? Chúng ta có thể thay cái từ quay này bằng rất nhiều những cái danh từ nói về khác mà thì chúng ta sẽ được rất là nhiều những câu trả lời, ví dụ như là đi để mua đồ ăn chẳng hạn thì là gì nhỉ? M식, đồ ăn, món ăn là m식. M식 사러 가요. Hoặc là chúng ta có thể nói là có một cái từ mà người Hàn rất là hay sử dụng đó là 장 보러 간다. 장 보러 가다. Thực ra đây cũng chính là cái từ 시장에 가다, tức là đi chợ. Thế nhưng 장 보러 간다 này nó có nghĩa như là nếu như các bạn dịch thông thường thì nó là đi để xem chợ đúng không? 보러, 보다 là xem hay là nhìn. Thế nhưng đây có nghĩa là tôi đi chợ, tôi đến chợ để tôi mua đồ. Đây là một cách nói rất là mềm mại mà người Hàn rất là hay dùng, là 장 보러 간다, tức là 장 보러 갑니다, tôi đi chợ. Đó là cách nói thông dụng nhất. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang cái ví dụ tiếp theo, ví dụ thứ hai. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 어디에 갔다 오셨어요? 어디에 갔다 오셨어요? 은행에 돈을 찾으러 갔다 왔어요. 은행에 돈을 찾으러 갔다 왔어요. 어디에 갔다 왔어요? Là anh đã đi đâu về đấy? 가다
Ka katta ota katta có nghĩa là đi ở động từ đi ở thời quá khứ đúng không các bạn? Đi đâu rồi quay trở lại là katta ota đi về. Anh đã đi đâu về đấy? Unhenge donul chachuro katta wassoyo. Unhenge donul chachuro katta wassoyo. Unhen là gì nhở? Là ngân hàng đúng không? Và donul chachuro, chat là tìm, nguyên nghĩa của nó là tìm. Thế nhưng mà ở đây chúng ta không thể nói là chúng ta không thể dịch là tôi đã đi đến ngân hàng để tìm tiền về đây. Thế mà thường thì người Hàn không để tiền mặt nhiều trong nhà như chúng ta, mà bao giờ người ta cũng để hết vào ngân hàng. Thế và người ta đi đến ngân hàng để người ta rút ở cái máy, các cái máy tự động ạ. Thường một là rút ở máy tự động, còn nếu như là lấy một cái khoản tiền lớn thì người ta có thể là giao dịch với ngân hàng để người ta rút cái số tiền đó ra. Thế còn thường, thông thường là tiền, một số tiền nhỏ nhỏ để tiêu thì người ta thường là rút ở cái máy rút tiền tự động. Thế và cùng một cái tình huống như thế này chúng ta sẽ có thể có rất nhiều những cái câu trả lời khác nhau đúng không các bạn? Nếu với câu hỏi là ở tia cả tao ở sở thì chúng ta có thể nói là uche quốc kê cả tao ở sở, hay là hắc cả tao ở sở đúng không? Uche quốc kê cả tao ở sở là gì nhỉ? Tôi vừa mới đi bưu điện về, hay là hắc cả tao ở sở là tôi vừa mới đi ở trường học về, hay là hơi say cả tao ở sở là tôi ở công ty về. Toàn những từ mà chúng ta đã học rồi nên tôi không ghi lại nữa nhé. Ví dụ thứ ba các bạn cùng xem nhé. Ở tất kê ô xích dùm ở tất kê ô xích dùm sa chen ni mươi bê rơ vạch dùm sa chang ni mươi bê rơ vạch dùm ở tất kê vạch dùm thì thường đây là câu hỏi nếu mà chúng ta cứ dịch nguyên thì là như thế nào nhỉ? Làm thế nào mà anh lại đến đây? Nói như thế thì là có nghĩa là nó hơi không được lịch sự lắm. Thế vậy, vì vậy mà khi mà dịch ấy, thì chúng ta phải dịch là anh có việc gì đó, anh đến có việc gì. Thế và nếu như cũng theo nghĩa như vậy và khi mà chúng ta nói tiếng Hàn ấy có cái từ ê. Ê là tại sao hay là vì sao? Ê và sở. Nếu như đúng như trong tiếng Việt trong một số tình huống chúng ta có thể nói là tại sao anh lại đến đây, anh đến đây có việc gì chẳng hạn, thì chúng ta dùng là ê và sở. Câu này người ta nói đi, các bạn nói thì người ta cũng sẽ hiểu, thế nhưng nó sẽ trở thành một câu hơi mất lịch sự. Đó là khi mà cái người mà tiếp người khách đến, nhìn nhìn người khách đến với một cái con mắt là không được thiện cảm lắm thì người ta mới hỏi như vậy. Thế cho nên là chúng ta luôn luôn phải dùng cái từ là ở tất kê ô xích dùm nhỉ cá ở tất kê ạt sở. Thế là anh đến có việc gì? Sa sang ni mul bê rơ ạt sùm nhỉ ta. Tôi đến để gặp giám đốc. Sa sang ni là giám đốc. Và các bạn ở đây các bạn thấy cái từ bê ta, nguyên nghĩa của nó là bê ta, động từ nguyên dạng của nó là bê ta. Thế nhưng vì có biệt là bạch chim thì cho nên nó ở đây là một cái trường hợp bất quy tắc, bất quy trích của biệt, biệt bị biến mất. Thế và chúng ta kết hợp với mùa 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 ư rơ luôn vào. Thế và đây chính là cái từ tương đương với từ mana tả gặp. Thế nhưng ở dạng kính trọng, khi chúng ta gặp một ai đó mà chúng ta cần phải kính trọng, một người nào lớn tuổi hơn chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải dùng cái từ là bệp tả. Ngay trong những cái câu câu chào xã giao mà khi chào hỏi một người nào đó chúng ta thường nói đấy là mana kê thề sơ phán cấp xìm tà, hay là mana sơ phán cấp xìm tà, thì đó là một cái câu nói thông thường, tôi rất vui hay là rất hân hạnh được gặp anh. Thế nhưng để cái tỏ sự kính trọng đối với người đối diện thì chúng ta thường nói là bịp kê thề sơ mana phán cấp xìm tà, hoặc là bịp kê thề sơ phán cấp xìm tà. Ví dụ tiếp theo, uche quốc kê mua hà rơ cà xéo. Uche국에 뭐 하러 가세요? 편지를 붙이러 갑니다. 편지를 붙이러 갑니다. Uche국 là bưu điện đúng không? Anh đi đến bưu điện để làm gì thế? Uche국에 뭐 하러 가세요? Thế và câu trả lời là
편지를 붙이러 갑니다. 아, tôi đi để gửi thư. 편지 là thư và 붙이다 là gửi. Có một từ khác nữa cũng tương đương với cái từ gửi, 붙이다 là 보내다. 보내다. 편지를 보내러 갑니다. Các bạn có thể nói như vậy cũng được. Tôi đi để gửi thư. Hay là trong cái trường hợp này chúng ta có thể có những cái câu trả lời khác chẳng hạn. Ví dụ như là tôi đến bưu điện để tôi mua tem chẳng hạn, thì các bạn sẽ nói thế nào nhỉ? Tem là upyo. Upyo là tem. Upyo를 사러 갑니다. 사다 là mua, đúng không? 사러 갑니다. Chúng ta chuyển sang một cái ví dụ tiếp theo nữa. 오늘 수업이 없는데 왜 학교에 가요? 오늘 수업이 없는데 왜 학교에 가요? 책을 빌리러 가야 해요. 책을 빌리러 가야 해요. Ngày hôm nay không có buổi học, thế mà tại sao lại đi đến trường? 오늘 수업이 없는데, 뭐뭐는데. Cấu trúc này là nhưng, nó là cái cấu trúc mà thường đứng giữa câu và để liên kết giữa hai vế câu. Thế và hai nghĩa, ngữ nghĩa của hai cái vế câu này thường là trái ngược nhau. Ngày hôm nay không có buổi học mà tại sao lại đi đến trường? 책을 빌리러 가야 해요. Tôi phải đến trường để mượn sách. Ở đây thì người ta đã lược bỏ cái từ학교 rồi, nhưng mà chúng ta có thể hiểu là như vậy. 책을 빌리다, 빌리다 là mượn, mượn sách. Thế còn có một cái từ nữa mà người ta có thể sử dụng mà là mượn đó, và trong thư viện cũng thường cũng 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 thường sử dụng là 대출. 대출하다 cũng là mượn sách, cũng là mượn. Thế và các bạn có thể nói là 책을 대출하러 갑니다. Thế còn ví dụ như là trả sách thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Trả sách, ví dụ thế thì chúng ta sẽ, cái từ mà trong thư viện thường dùng á là phán nạp ha tà, trả lại. Ở Hàn Quốc ấy, thì trong thư viện thì người ta sẽ quản lý bằng cách là người ta sẽ cho cái thời hạn mượn của mình là từ 1 tháng cho đến 2 tháng. Thế và nếu quá cái thời hạn đó bạn không mang sách đến trả thì khi đó thì cái mỗi ngày sẽ bị tính phạt lên là 100 won. Thế 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 và khi mà phạt, nếu mà bạn để quá lâu lâu ấy thì là sẽ bị mất rất là nhiều tiền. Thế cho nên đến ngày là phải mang, phải nhớ để mang đi trả. Thế cho nên là ví dụ như trong trường hợp này chúng ta có thể nói là tôi phải đi để trả sách chẳng hạn, thì nói thế nào nhỉ? 책을 반납하러 가야 해요. 책을 반납하러 가야 해요. À, tôi phải đi trả sách. Đó là một số những cái từ tôi đưa ra ví dụ thêm để cho các bạn có thêm từ phong phú hơn. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc tiếp theo, đó là 머물기 전에. 머물기 전에 là trước khi làm một cái việc gì đó. Khi ở đây khi nào mà các bạn thấy cái cấu trúc nào mà nó có khi thì trước, tức là trước đó bắt buộc phải có một động từ, phải có một động từ, bởi vì cái key này chính là cái từ để làm danh từ hóa cái động từ đó, làm danh từ hóa cái động từ đó lên. Thế và chỉ có một cái quy tắc là cái động mùa khi trở nên này nó sẽ đứng đằng sau thân động từ. Thế và nếu như trong trường hợp này đó, cái vừa trần nề trước khi, thì nếu như các bạn sử dụng với danh từ thì các bạn chỉ việc bỏ cái key này đi này. Nếu kết hợp với danh từ thì chúng ta sẽ bỏ key đi và kết hợp thẳng với mùa mùa trần này, thì có nghĩa là trước khi làm một việc gì đó. Các bạn là xem những cái ví dụ cụ thể nhé. 제가 귀국하기 전에 한번 만납시다. 제가 귀국하기 전에 한번 만납시다. 네, 그렇게 합시다. 네, 그렇게 합시다. 귀국하다, đó là về nước.
Quy cúc nếu như mà ra dịch sang tiếng Hán đó, thì các bạn có để ý thì nó sẽ chính là cái từ là quy quốc, về nước không khóc. Trước khi tôi về nước thì chúng ta sẽ gặp nhau một lần nhé. Han bon man napsita. À ne krot gapsita. Vâng, chúng ta hãy làm như vậy. Chúng ta hãy làm như vậy đi. Tức là một cái câu đồng ý với cái đề nghị trên. Quy cúc ha tà là về nước. Thế còn có một số những cái từ liên quan đến việc này nữa. Trung cúc ha tà. Trung cúc ha tà là gì nhỉ các bạn? Xuất cảnh, tức là đi 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 ra khỏi nước đấy. Khi ví dụ trong những trường hợp này thì tôi cũng có thể thay là chega Trung Quốc haki cho nè han bon man napsita. À trước tôi khi tôi xuất cảnh, tức là trước khi tôi đi khỏi thì là chúng ta hãy gặp nhau một lần. Thế và một từ trái nghĩa là gì nhỉ? Ip cúc là nhập cảnh. Ip cúc ha ta. Thế và khi mà sang đến Hàn Quốc ấy, thì các bạn sẽ có một nơi mà các bạn sẽ phải đi đến để làm cái giấy thông hành, giấy chứng minh thư cho người nước ngoài, đó là Chu Điệp Cúc Samuso, Chu Điệp Cúc Hoàn Ly Samuso. Nó ghép hai cái từ này vào Chu Điệp Cúc, tôi sẽ viết ở đây nhé, tức là sở quản lý xuất nhập cảnh. Chu Điệp Cúc quan ly tự chính là quản lý. Samuso, Samuso là văn phòng. Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh. Ví dụ thứ hai. Shiksa haki jeonnae kwai-reul mokji maseyo. Kwai-reul mokji maseyo. Shiksa haki jeonnae kwai-reul mokji maseyo. À, một câu nói rất là thông thường thôi. Trước khi ăn, trước khi dùng bữa, xích xa tà đó là ăn, thì quay rứ mật chi mà dẻo, đừng có ăn hoa quả. Nên là kết người ta. À vâng, tôi đã biết rồi. Đây là cái câu trả lời thông thường khi mà đồng ý, để tỏ cái sự đồng ý với một cái sự việc nào đó, thì người ta thường nói là ăn kết người ta. Chúng ta sẽ thì xem một số thêm một số các cái ví dụ nữa nhé. Các bạn đọc cùng tôi nhé. 내가 오기 전에 어디에 가면 안 돼요? 내가 오기 전에 어디에 가면 안 돼요? 네, 기다리겠습니다. 네, 기다리겠습니다. 내가 오기 전에 trước khi tôi quay lại, 오다, trước khi tôi đến. Thì ơ thì cá miên ăn đều, nếu như mà đi đâu ấy thì không được, tức là một cái câu dặn dò một cái người nào đấy là à trước khi tôi đến thì không có được đi đâu cả. Nê kitarigetsumida, kitarita có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Đó là đợi, kitarita đợi. Thế và đây là kitarigetsumida, à vâng tôi sẽ đợi. Ví dụ tiếp theo, 한국에 오기 전에 대학을 졸업하셨습니까? 한국에 오기 전에 대학을 졸업하셨습니까? 아니요, 아직 졸업하지 않았습니다. 아직 졸업하지 않았습니다. 한국에 오기 전에 là gì nhỉ? Trước khi đến Hàn Quốc thì 대학을 졸업하셨습니까? Bạn đã tốt nghiệp đại học chưa? Bạn đã tốt nghiệp đại học trước khi đến Hàn Quốc chưa? Nhiều không ạ. Achik chorob hachi anasmida là tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Achik, achik này luôn luôn đi với các cái cấu trúc phủ định. Nó có cái nghĩa là vẫn chưa. Trong một số cái trường hợp mà các bạn nếu mà trả lời vắn tắt với một số cái người mà mình đã có cái quan hệ thân quen rồi đó, thì chúng ta chỉ cần nói là ví dụ như người ta hỏi là hỏi hỏi như cái câu trên này này là theak chorob hachisumnika, là anh đã tốt nghiệp đại học chưa? À chị kiểu, chúng ta chỉ cần nói như vậy thôi là người ta đã hiểu là tôi vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa, có vì có nghĩa như vậy. Hay là 밥 먹었어요?
chikyo. À, tức là anh đã ăn cơm chưa? À, vẫn chưa. Các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn như thế thôi mà không cần nói là Achik án mà cơ sở người ta cũng vẫn có thể hiểu được. Ví dụ tiếp theo. H회의는 시작하기 전에 잠깐 갔다 오겠습니다. 회의는 시작하기 전에 잠깐 갔다 오겠습니다. 네, 2시 전에 오세요. 네, 2시 전에 오세요. H회의 là gì các bạn nhỉ? Đó là hội nghị hay là một cái cuộc họp. Trước khi buổi họp kết thúc, trước khi cái cuộc họp, à xin lỗi các bạn, trước khi buổi họp bắt đầu, xin xác hai tài là bắt đầu. Trước khi buổi họp bắt đầu thì tôi sẽ đi ra đây một lúc rồi tôi quay lại. 잠깐 갔다 오겠습니다. 네, 2시 전에 오세요. À, vâng, anh hãy về trước 2 giờ. Về trước 2 giờ. 2시 전에 오세요. Thế và cũng với cái trở nên này mà như ban nãy tôi đã nói với các bạn, khi mà các bạn kết hợp với danh từ á, thì chúng ta sẽ có một cái dạng như sau. Khi đứng sau danh từ thì nó có dạng là trở nên, mà cũng có thể dịch là trước đây hay là cách đây, mà chúng ta bỏ cái kia đi. Và ví dụ cụ thể của nó các bạn cùng theo dõi nhé. 미국에 언제 갔다 오셨어요? 미국에 언제 갔다 오셨어요? 얼마 전에 갔다 왔습니다. 얼마 전에 갔다 왔습니다. 아, anh đi Mỹ về từ bao giờ đấy? 미국에 언제 갔다 오셨어요? 아, anh đi Mỹ về từ khi nào vậy? 얼마 전에 갔다 왔어요. 얼마 전에, 얼마,보통 cái từ nhân nghĩa của nó là 얼마나, đúng không? Mana có nghĩa là gì? Là bao nhiêu, đúng không các bạn? Thế nhưng mà bỏ na đi thì chúng ta chỉ còn giữ lại cái từ alma này, thì nếu như trong trường hợp này alma journey thì chúng ta có thể dịch là cách đây không lâu. Cách đây không lâu thì tôi đã đi về. 미국에 갔다 왔습니다. Ví dụ tiếp theo. 직장 생활하고 계세요? 직장 생활하고 계세요? 아니요, 결혼 전에 그만두었어요. 결혼 전에 그만두었어요. 직장 생활하고 계세요? Là anh đang đi làm à? Nếu tương tự với câu này thì chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Hơi xa. Thani cô, sao? 회사 다니다. Là đi làm ở công ty. Nhưng ở đây chúng tôi đã dùng cái từ là trịch trăng sen hoạt. Trịch trăng sen hoạt la tà có nghĩa là đang có một cái cuộc sống sinh hoạt là làm việc đó. Thì đây là một cái câu thông dụng, người ta hay nói như vậy. Trịch trăng sen hoạt la cô kể sẽ đó. Anh nhớ, 결혼 전에 그만두었어요. Không, 결혼 전에 là gì nhỉ? Trước khi kết hôn thì tôi đã thôi rồi, cứ man tuốt ta là thôi việc. Cái từ cứ man này nó sẽ được dùng trong tất cả những cái trường hợp mà bạn đang làm một việc gì đó và bạn ngừng lại, bạn thôi không làm cái việc đó nữa, thì chúng ta có thể dùng cái từ cứ man. Ví dụ như là có một ai đó đang ăn chẳng hạn, thì bạn nói là cứ man mà gọi, cứ man mà gọi là thôi ăn thế thôi, đừng có ăn nữa, ví dụ thế. Thế ở đây kiron trần nè, các bạn có thể nhận thấy kiron là kết hôn đúng không? Thế và ở dạng động từ thì nó là kiron hata. Thế và nếu như các bạn để ở dạng động từ trong cấu trúc này thì trong cái câu này chúng ta sẽ phải nói như thế nào nhỉ? À, kiron haki chone kuman duosseyo, đúng không? Thế nhưng vì chúng ta đã bỏ hata đi và chúng ta kết hợp với cái từ kiron này dưới dạng là một danh từ, thế cho nên là chúng ta bỏ ki đi và chỉ cần thêm cái từ chone vào thôi. Trước khi kết hôn thì tôi đã thôi việc rồi. Một ví dụ tiếp theo. Chỗ cưng trần này, Samusire on sarami isseo. Chỗ cưng trần này, Samusire on sarami isseo. Chúng ta nói luôn câu trả lời. Nè, sajangnimul chachiro oshin puni geishetsumnida. Nè, sajangnimul chachiro oshin puni geishetsumnida.
chỗ cưng chần nề, chỗ cưng là một chút, chỗ cưng chần nề là gì nhỉ? Thế nếu như thế thì chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Cách đây một lúc, cách đây một chút ấy, thì Samusire on saramis, có ai đến văn phòng không? Samusil là văn phòng, có ai đến văn phòng không? Nè sajangimul chachiro oshin buni kejesumnita, đã có người đến tìm giám đốc. Sajangimul chachiro oshin bun, chắc bà là tìm, chắc các bạn vẫn còn nhớ đúng không, bởi vì chúng ta đã gặp cái từ này cũng khá nhiều rồi. Thế và đây là chachiro oshin buni. Momo uro kata ota, các bạn vừa mới học rồi đúng không? Đó là đi hay là đến để làm việc gì đó, và đến ở đây là để tìm giám đốc. Thế và oshin bun, ở đằng sau này chúng ta, đây chính là cái cấu trúc định ngữ, và cả cái cụm từ đằng trước, cả cái động từ cụm từ được đằng trước này thì nó dùng để bổ nghĩa cho cái từ pun này. Pun này có nghĩa là người, thế nhưng là ở dạng kính trọng. Ví dụ người bình thường thì chúng ta có thể nói là saram. Ví dụ như là sajangnimul chachiro on sarami kejitsumita, hay là isumita. Thế nhưng vì đây chúng ta muốn kính trọng cái đối tượng đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ là pun. Pun nó có một nghĩa là phút, thế và có một nghĩa nữa là chỉ người, thế nhưng mà ở dạng kính trọng. Thế và để kính trọng thêm nữa thì chúng ta thêm vào cái từ si. Si và vì đây là cái cấu trúc định ngữ thì cho nên là trước đó có niên nữa. Thế toàn bộ cái cấu trúc này sẽ trở thành là sajangnimul chachiro oshin buni kejitsumita, đã có người đến để tìm gặp giám đốc. Thế và ví dụ tiếp theo. Xin lỗi các bạn, đây không phải ví dụ mà là chúng ta chuyển sang một cái cấu trúc khác mà nó có tên gọi là momo mata. Mata có nghĩa là mỗi, mọi hay là từng. Và cái từ này thì thường đi với danh từ cũng như trong tiếng Việt của chúng ta. Ví dụ như là mỗi năm hay là hàng năm chẳng hạn là he mata. Ví dụ các bạn nhìn thấy nhá, ở trong ví dụ này nhá. He mata chớ nên pata e kok hanbon cảm nida. He mata chớ nên pata e kok hanbon cảm nida. Chớ tô mẹ niên cảm nida. He ở đây nó có một cái nghĩa là nếu mà theo tiếng Hán á, là he tức là hải, tức là biển đó. Thế nhưng mà ở đây thì nó có một nghĩa đó là năm. Năm. Năm thì cũng có một từ nữa là niên. Thế nhưng khi dùng với niên thì chúng ta sẽ không dùng cái từ mata mà chúng ta sẽ dùng cái từ là mè niên, mà một lát nữa tôi sẽ giới thiệu. Thế nhưng đây là hai cái từ mà có nghĩa tương đương nhau, tức là mỗi hay là mọi hay là từng hay là hàng ngày gì đó. Câu này là chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? Mỗi năm, hàng năm ấy thì tôi nhất định là tôi phải đi đến biển, tôi phải đi ra biển một lần. Cúc, cúc là cái thể hiện cái sự chắc chắn hay nhất định sẽ làm cái việc gì đó. Và tại cúc hanbon cảm nhận ra, nhất định tôi sẽ phải đi ra biển một lần. Bởi vì nó là cái từ để khẳng định một cái việc gì đó đấy, cho nên khi bạn các bạn nói, các bạn cũng nên nhấn mạnh cái từ này cúc hanbon cả cái smita. Thế và cũng bởi vì là do cái phát âm của nó, cái động từ của nó, cái phụ âm của nó là sang kiểu, thế cho nên chúng ta phải phát âm mạnh cúc hanbon cả smita. Ví dụ tiếp theo. Nalmata hakkyo e kayo, đây là câu hỏi. Nalmata hakkyo e kayo, goi nalmata hakkyo e kamnida, goi nalmata hakkyo e kamnida. Nalmata là gì nhỉ? Hàng ngày. Nal là ngày. Hàng ngày thì anh đi đến trường à, bạn đi đến trường à. Goi nalmata hakkyo e kamnida, goi là hầu như các bạn. Hầu như là ngày nào tôi cũng đến trường. Goi nan mata hakkyo e kamnida. Và những cái ví dụ tiếp theo của phần này, các bạn đọc cùng tôi nhé. Naramada phungseobi darumnida. Naramada phungseobi darumnida.
지방마다도 풍습이 조금씩 다릅니다. 지방마다도 풍습이 조금씩 다릅니다. câu này nghĩa là gì nhỉ? Naramada. Mỗi nước phong tục là phong tục. 다릅니다. 다르다. Daruta, động từ nguyên dạng của nó là daruta. Thế và thêm cái cấu trúc, cái đuôi câu tiêm thì tà vào thì nó vẫn giữ nguyên như vậy. Mỗi nước thì có một cái phong tục khác nhau. Thế và câu trả lời là gì nhỉ? 지방마다도 풍습이 조금씩 다릅니다. À, ngay cả đến mỗi vùng, 지방 là vùng, địa phương, mỗi địa phương thì các cái phong tục cũng khác nhau một chút. Chỗ cơm xích khác nhau từng chốt một ạ. Tô ở đây có nghĩa là cũng. 지방마다도 풍습이 조금씩 다릅니다. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. À, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái từ trái nghĩa với cái từ 다르다 này nhá. Đó là 비슷하다. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. 사람마다 성격이 다 달라요. 사람마다 성격이 다 달라요. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 사람마다 là gì? Mỗi người. Và 성격 là tính cách. 다 달라요. Mỗi người thì tính cách thì đều khác nhau cả. 다 là tất cả. Và 달라요 chính là nó được cái biến dạng từ cái động từ nguyên dạng 다르다 này, khác. Thế nhưng khi kết hợp với đuôi a ơ yo thì nó sẽ biến đổi là 달라요. Cái ư này sẽ biến mất đi và liền một có một cái liền nữa được thêm vào. Các bạn nhớ nhá những cái cách biến đổi này. Ví dụ tiếp theo. 집집마다 음식 맛이 다르군요. 집집마다 음식이 아, xin lỗi các bạn, 음식 맛이 다르군요. Câu trả lời. 사람마다 요리 방법이 조금씩 다르기 때문입니다. 사람마다 요리 방법이 조금씩 다르기 때문입니다. 집집마다 có nghĩa là gì? Mỗi nhà. Ở đây người ta vì là nhấn mạnh đấy cho nên là một từ nhà là chip ý, người ta đã thêm và tức là ghép hai cái từ nó vào để nhấn mạnh. Mỗi nhà thì umsik masi, mat có nghĩa là vị, tức là các cái vị của món ăn thì là đều là khác nhau. Taru kunyo, kunyo là gì nhỉ? Đây là cái cấu trúc đuôi câu cảm thán đúng không? Thế và vì kết hợp với tính từ thế cho nên nó là kunyo. Còn nếu là động từ nó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Mô mô nin kunyo. Các bạn hãy ghi nhớ nhé. 사람마다 요리 방법이 조금씩 다르기 때문입니다. À, bởi vì là cái cấu trúc vì này nó ở tận cuối câu, nhưng khi mà chúng ta dịch ấy thì chúng ta sẽ phải đưa nó lên đầu. Bởi vì cái phương pháp nấu ăn của mỗi người thì nó khác nhau. Nó có những cái khác nhau một chút ấy. Là 사람마다 mỗi người, 요리 방법, 요리 là nấu ăn và 방법 là phương pháp, 조금씩 다르기 때문입니다. Đó là cái ví dụ của cái phần khi mà các bạn sử dụng mata. Thế và tương đương với cùng cái nghĩa với cái từ mata này thì nó có một thêm một cái từ nữa, đó là me. Thế nhưng me này thì mặc dù về cái nghĩa thì chúng nó tương đương với nhau, thế nhưng về cái vị trí sử dụng ý thì nó có khác nhau một chút. Tức là khi kết hợp với những cái danh từ mà thường là những cái từ Hán Hàn chỉ thời gian thì chúng ta có thể thay thế mà ta bằng me. Thế và me luôn đứng trước danh từ chỉ thời gian. Các bạn để ý là thế mà ta thì đứng sau danh từ đúng không? Thế nhưng me thì nó luôn luôn là đứng trước. Thế và đây là một số những cái trường hợp mà tôi đưa ra làm ví dụ. Các bạn hãy đọc cùng tôi nhé. 시간 마다. Thế và khi chuyển là 매 시간, 매 시간. Hay là 날 마다, 매일. 주마다,
Meju Tal mata Me tal He mata Me miền. Các bạn để ý là khi mà kết hợp với mata thì đây là những cái từ mà có cái những cái từ không phải là từ Hán, Hán Hàn. Thế và me il hay là me chu hay là me tal, me nien này đều là từ Hán cả. Il, chu, tal, nien đều là từ Hán cả. Thế cho nên là những cái trường hợp mà nó là tiếng Hán thì chúng ta sẽ có kết hợp với me, các bạn nhớ nhé. Cái này chúng ta buộc phải học thuộc, không còn cách nào khác. Thế và mời các bạn sẽ chuyển sang một cái phần ngữ pháp tiếp theo. Đó là mô mô ao bồ tả. A ơ hay là dơ bồ tả. Ở trong trường hợp này thì nó có cái nghĩa là thử làm một cái việc gì đó. Khi mà chúng ta muốn thử làm một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ kết hợp nó với cái kết hợp động từ đối với cái cấu trúc a ơ bồ tả này. Thế và nó sẽ luôn luôn đứng sau cái cấu trúc và cái động từ hành động đó. Các bạn xem ví dụ cụ thể nhé. 베트남에 가보셨어요? 베트남에 가보셨어요? 몇번 가봤습니다. 몇번 가봤습니다. Anh đã thử đi đến Việt Nam chưa? Đã thử đi đến Việt Nam chưa? 베트남에 가보셨어요? Thế và 몇번 가봤습니다. À, tôi đã thử đi mấy lần rồi. Thực ra thì đây trong những cái trường hợp như thế này nó cũng không đó là cái cách nói theo như cái thói quen của người Hàn thôi, chứ cũng không thực ra là như khi chúng ta dịch sang tiếng Việt thì chúng ta cũng cố tình chúng ta dịch mà phải có cái từ thử vào đấy thì nghe nó cũng không được thuận lắm ấy. Thì chúng ta chỉ nói là à, anh đã đi đến Việt Nam chưa, à, tôi đã đi đến Việt Nam mấy lần rồi. Ví dụ tiếp theo nhé. 그 옷을 입어 봐도 될까요? 그 옷을 입어봐도 될까요? 네, 입어보세요. 네, 입어보세요. 아, 그 옷을 입어봐도 될까요? Là gì nhỉ? Tôi có thể mặc thử cái áo đó được không? Tôi mặc thử cái áo đó có được không? 그 옷을 입어보다. 입어보다 là mặc thử. Thế còn động từ mặc là 입다 đúng không các bạn? 입다. Thế và khi kết hợp với cái cấu trúc a ơ bô tả này thì nó sẽ có cái dạng là 이뻐 보다. 네, 이뻐 보세요. À vâng, xin mời anh hay là chị hãy mặc thử. Đây là một cái câu rất cần thiết cho các bạn gái đi shopping đúng không? Thế và ví dụ thứ hai. 그 구두를 신어볼게요. 그 구두를 신어볼게요. 네, 신어보세요. 네, 신어보세요. Tôi sẽ đi thử cái đôi giày đó. 그 구두를 신어볼게요. Đi giày thì người ta dùng cái từ 신다 các bạn. 구두를 신다. Thế và khi cấu trúc kết hợp với cái cấu trúc 아 ơ 보 tả thì nó có dạng là 신어보다. 신어볼게요. Tôi sẽ đi thử cái đôi giày đó. Ví dụ tiếp theo. 이 시간에 그는 왜 아직 안 오죠? 이 시간에 그는 왜 아직 안 오죠? 전화해 보겠습니다. 전화해 보겠습니다. Vào giờ này, 이 시간에, vào giờ này mà 그는 왜 아직 안 오죠? Tại sao mà anh ta vẫn chưa về nhỉ? 전화해 보겠습니다. À, tôi sẽ thử gọi điện thoại xem sao. 전화해 보겠습니다. Ví dụ cuối cùng. 운전을 잘 하세요. 운전을 잘 하세요. 아니요. 딱한 번만 해 봤습니다. 딱한 번만 해 봤습니다. 아, 운전하다 là gì các bạn nhỉ? Chúng ta đã gặp nhiều rồi. Đó là lái xe. Anh lái xe có giỏi không? 운전을 잘 하세요. 아니요. 딱한 번만 해 봤습니다. 딱 là đúng. Đúng một lần thôi. Hắn tắc hắn bơn man chỉ có đúng một lần thôi. Man là chỉ. Thế và tắc là chúng ta à, người ta thường dùng trong những cái trường hợp mà một tức là nó chỉ có một cái gì đó duy nhất thôi.
Hai là khi mà nó thường là đúng là nó sử dụng khi mà có trường hợp là có một cái gì đó. Hai là nó có thể là ví dụ như là tắc cứ nơ chật sở, thế tức là ví dụ như là cắt ngay nó cứ nơ chật sở tức là tắt thì là tắt ngay lập tức ví dụ thế, hay là cắt ngay ngay tức khắc thì chúng ta có thể dùng cái từ như vậy. Đó là toàn bộ những cái ví dụ của trường hợp về cấu trúc ngữ pháp là mồ mùa ao bồ tà. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc nữa. Thực ra là đây nó là cấu trúc thế nhưng mà chúng ta đã sử dụng và đã nhìn thấy nó rất nhiều rồi. Đây là cái từ si, cái tiểu từ si, và kết hợp với các cái động từ hay là tính từ để biểu thị cái sự kính trọng đối với người mà chúng ta nói chuyện. Xin lỗi các bạn, mà từ cái si này cũng chỉ kết hợp với động từ hành động thôi. Các bạn đọc ví dụ cùng tôi nhé. 한국에 언제 오셨습니까? 한국에 언제 오셨습니까? Anh đã đến Hàn Quốc từ khi nào vậy? 1년 전에 왔습니다. 1년 전에 왔습니다. Tôi đã đến đây từ được một năm rồi, cách đây một năm rồi, hay là một năm trước. Các bạn thấy là ô, tại vì là nó thường dùng với những cái động từ ở thời quá khứ, thành ra là thêm ớt. Thế còn nếu như các bạn dùng ở thời hiện tại thì các bạn không cần phải cho add ớt này vào, mà chúng ta chỉ cần thêm thẳng cái từ si này vào ha ta là được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm một số những cái ví dụ nữa. 한국어를 어디에서 배우셨어요? 한국어를 어디에서 배우셨어요? 한국 사이버 대학교에서 배웠습니다. 한국 사이버 대학교에서 배웠습니다. 한국어를 어디에서 배우셨어요? Bạn đã học tiếng Hàn ở đâu? Bạn đã học tiếng Hàn Quốc ở đâu vậy? 한국 사이버 대학교에서 배웠습니다. Tôi đã học tiếng Hàn ở trường đại học Cyber Hàn Quốc, đúng không? Hàn Quốc Cyber theo kiểu trường đại học Cyber Hàn Quốc. Tôi đã học ở đó. Ví dụ tiếp theo. 영국에 몇번 가보셨습니까? 영국에 몇번 가보셨습니까? 한 번만 가봤습니다. 한 번만 가봤습니다. 영국 là gì các bạn nhỉ? Đó là Anh Quốc, tức là nước Anh. 몇번 가보셨습니까? Anh hay chị đã đi đến nước Anh mấy lần rồi? Đã đi Anh mấy lần rồi? 한 번만 가봤습니다. Tôi mới chỉ đi có một lần thôi. 한 번만 가봤습니다. Trong cái trường hợp này thì sẽ có rất nhiều ví dụ, và các bạn có thể về nhà và tự 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 đặt ra những cái ví dụ, những cái tình huống mà khi chúng ta nói chuyện với người lớn, và các bạn thêm si vào đằng sau thân động từ. Thế và nên nhớ rằng đây là một cái trường hợp ngữ pháp mà sử dụng rất nhiều trong cái đời sống hàng ngày, bởi vì thường người ta sẽ trong các cái hội thoại ấy, thông thường nếu không phải là xã giao hay là công việc thì người ta sẽ không dùng cái đuôi câu sừng tà hay là sừng cá. Cứ hỏi một ai đó không, người ta không hỏi cái đuôi sừng tà hay sừng cá đâu, mà người ta sẽ chỉ dùng cái đôi aoyo này thôi. Thế nhưng aoyo này thì thường thường nhất định là người ta sẽ gắn cái từ si vào để tỏ cái sự kính trọng đối với người mà đối với cái người đối diện mà đang chúng ta đang nói chuyện đó. Thế cho nên là các bạn cũng nên chú ý là chúng ta dùng cái từ này cho nó thật nhuần nhuyễn để chúng ta có thể nói và gây được cái thiện cảm của người Hàn khi mà nói chuyện. Đó là toàn bộ cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay của chúng ta có 5 cấu trúc ngữ pháp. Thứ nhất đó là mùa mùa ưa ca tả hay là ô tả, đi đến đâu hay là đến đâu để làm một cái việc gì đó.
trong cấu trúc này thì cũng không có cái gì đặc biệt mà tôi phải quá lưu ý các bạn. Thế và cấu trúc thứ hai đó là Momoki Chon nè. Các bạn phải nhớ một điều rằng cái ki này chính là cái cách để làm vô hiệu hóa cái động từ đằng trước nó, hay là biến cái động từ trước nó thành danh từ thì chúng ta cho ki vào. Thế còn không thì khi mà các bạn kết hợp với danh từ trước khi là và đứng trước đó là một danh từ chẳng hạn thì chúng ta sẽ bỏ ki đi. Khi đó thì chúng ta sẽ có thể kết hợp thẳng với danh từ được. Cái ví dụ tiếp theo nữa đó là mùa mùa aopota. Chúng ta có thể dịch là thử làm gì hay là từng làm một cái việc gì đó. Và ví dụ cuối cùng, ví dụ các bạn và cái trường hợp pháp cuối cùng đó là mùa mùa si và kết hợp với ớt cấu trúc ngữ pháp mà ở thời quá khứ đó. Thế nhưng mà đây trong trường hợp này là chúng ta sử dụng để nói về những cái hành động mà chúng ta phải kính trọng cái người đối diện. Mùa mùa si hay là siết. Đó là toàn bộ cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thế và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi học lần sau, buổi học thứ 3 các bạn nhé. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại trong các buổi học lần sau. 수고하셨습니다. 다음에 뵙겠습니다.